nói rất là tài năng đó. Và chắc chắn rằng về ngày hôm nay thì Nam Trà sẽ nói về yêu thương thầy cũng như người cha của mình nhiều hơn. Một người vừa là cha vừa là thầy, chúc mừng thầy nhé, chúc thầy khỏe. Dạ thầy tu, bữa nào thầy đánh thầy coi phim hai múi nha. Nói chứ thật ra thì thầy tu tại gia đúng không? Ở trong chùa luôn hả? Dạ, con xin chào, chào thầy ạ. Bữa nào Nam Trà sẽ mời thầy đi xem phim hai múi nha thầy, để con mình có thể nói lời yêu thương với mình nhiều hơn. Chúc thầy khỏe, thầy khỏe nha. Dạ mô Phật. Dạ. Chúc đồng mình sức khỏe, đồng viên của mình cũng luôn luôn cảm ơn nha. Nhà em luôn luôn hạnh phúc, mong vui. Dạ. Hàng ngàn sinh viên cũng chào thầy đây. Chào các anh chị, con gái.
không? Khuya ba gì mở cửa cho ba nha. Ba con gái yêu. Và là ngày hôm nay chú Linh về nhà sẽ luôn có cô Lọ Lem ra mở cửa đúng không? Giờ nào cô sẽ có người mở cửa. À, mỗi lần chú Linh đi về đó, chú hạnh phúc nhất á là chú nhắn tin mở cửa cho ba. Chú thấy con gái ra mở cửa. Như khuya cỡ nào khi ba chú ba con ba đều con của chú lên đều hỏi mấy giờ ba về để con đặt báo thức. Và chú Linh xong câu chuyện ngày nay, chú Linh khuyên các con rằng là mình phải chủ động nói là yêu thương với ba mình. Bởi anh chị nhận ra ai không? À, cảm ơn chị. Con chị hôm nay rất là xúc động khi nói là yêu thương ba mẹ mình. Chúc mừng anh chị nha. Con đang giao lưu với đoàn phim Hai Muối. Bà đang nói là yêu thương cha mình, mẹ mình. Mà 20 năm nay không có nói. Và chắc chắn rằng từ ngày hôm nay không phải 20 năm nữa, mà 2 giờ, có thể là 2 ngày nó sẽ nói một lần. Anh hạnh phúc không? Hạnh phúc. Chúc mừng anh. Con đang nói là yêu thương anh trước hàng ngàn sinh viên của Đại học Cần Thơ. Và sau câu chuyện ngày hôm nay, anh nhớ 30 tháng 8, cả nhà đi xem Hai Muối, xem phim Hai Muối để kết nối tình yêu thương giữa các thành viên gia đình với nhau. Đặc biệt là xem Hai Muối để con mình nó cảm ơn mình nhiều hơn, nó yêu thương mình nhiều hơn cha nhé. Tạm biệt, hẹn gặp lại 30 tháng 8, phim Hai Muối sẽ gặp người lưng. Những câu chuyện đơn giản như vậy mà có khi 20 năm chúng ta không nói được. Những giọt nước mắt mùa màng, những giọt nước mắt rằng ngày hôm nay nó sẽ giúp cho các bạn mạnh dạn để nói lời yêu thương ba mẹ của mình, các bạn đồng ý không? Hãy cho những giọt nước mắt hạnh phúc đó càng có tay hơn các bạn. Dường như là khi mà đồng hành cùng với đề phim đó mọi người, thì anh Nam Trẻ lúc nào cũng mong muốn là sẽ có một cuộc điện thoại về cho ba của mình. Ngày hôm nay thì cái cảm xúc của anh rất là dân trào như thế này. Chắc là anh cũng có việc không? Thật sự đó, các bạn biết không? Hồi nãy giờ là những cái cuộc mà đi giao lưu với người đại học khác á, Nam Trẻ khóc rất là nhiều. Nhưng mà nãy giờ Nam Trẻ rất là tìm lại, không có bị khóc nhiều quá nó cũng kỳ. Có lẽ một điều mà rất là tệ là 33 năm rồi Nam Trẻ chưa bao giờ nói một lời yêu thương của cha của mình. Có lẽ năm tàn ở trên đây có thể nói được cái lời yêu thương của cha mình, nhưng mà Nam Trẻ bây giờ thì Nam Trẻ không có kêu cha của mình là cha nữa, mà Nam Trẻ kêu cha của mình là thầy. Tại vì ba mẹ của Nam Trẻ bây giờ đã đi xuất gia hết rồi, ba mẹ của Nam Trẻ đã đi tu hết rồi, nên là có lẽ là mười mấy năm rồi Nam Trẻ không có được kêu một tiếng cha, hay là một có một cái bữa cơm gia đình mà ăn với cha với mẹ. Có lẽ ngày hôm nay sẽ là ngày đầu tiên mà Nam Trẻ sẽ gọi về cho cha của mình để nói rằng con rất là thương cha. Rồi em hy vọng rằng thầy bắt máy. Chưa gọi về cho cha cho mẹ mình, tối nay về nhắn tin: con nhớ ba, con yêu ba, và con nhớ mẹ, con yêu mẹ nhiều lắm nha. Chắc chắn sau cái nhắn tin đó mình dạ yêu. Thầy ơi, dạ thầy, sao không thầy khỏe không? Khỏe dạ. Con đang đi giao lưu tại trường Đại học Cần Thơ của đoàn phim Hai Muối. Dạ. À, có lẽ là ở mười mấy năm rồi con không có được gọi thầy là cha, và cũng có lẽ ba mươi mấy năm rồi con cũng chưa bao giờ, có thể là con nói với mẹ rất là nhiều lần là con thương mẹ, nhưng mà con chưa bao giờ nói là con thương cha hết. Thì ngày hôm nay nghĩ là một cái dịp rất là quan trọng
cũng như là trong mùa Vũ Lan báo hiếu. Con muốn nói là con rất là cảm ơn cha và con thương cha nhiều lắm. Dễ thương, nhớ khi nó tập thể dục một chút.
hẹn gặp lại và nhớ đi hai vợ chồng với mấy đứa nhỏ đi xem phim Hai Muối để thấy rằng tình yêu thương của ba mẹ như thế nào đối với con, và con mình phải yêu thương và nói lời yêu thương ba mẹ thế nào anh nhé. Hẹn gặp lại chị với bộ phim Hai Muối vào 30/8/2024. Chào bạn, bao lâu rồi chưa nói lời yêu thương ba mẹ mình? 20 năm, sao lâu vậy con? Con yêu ba mẹ mà con chưa nói, tại sao vậy? Mẹ con nhìn con kìa. Bây giờ nói đi con. Xin chào anh chị.